Rõ ràng, trở thành một tiếp viên hàng không không phải là một công việc dễ dàng và đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Với nhiều người, trở thành một tiếp viên hàng không là công việc đáng mơ ước. Cuộc sống của một tiếp viên hàng không được vẽ lên với những viễn cảnh hào nhoáng, công việc lương 8 chữ số, có thể đi du lịch tới nhiều nước trên thế giới, và đặc biệt là công việc đơn giản đến nỗi bạn chỉ cần cười với khách là thành công. Tuy nhiên, những suy nghĩ đó không hoàn toàn chính xác. 14 điều dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn chính xác hơn về công việc của một tiếp viên hàng không. Họ không đơn thuần là người phục vụ đồ ăn và nước uống. Nhiều người cho rằng nhiệm vụ của tiếp viên hàng không chỉ đơn thuần là phục vụ đồ ăn và nước uống như một tiếp viên trên trời. Tuy nhiên, nếu lần sau đi máy bay, hãy nhớ rằng một người tiếp viên hàng không không chỉ phục vụ cho bạn đồ ăn và nước uống, mà họ còn đảm bảo rằng bạn sẽ có một chuyến bay an toàn. Họ phải luôn tuân thủ những quy luật về ngoại hình nghiêm ngặt. Nếu bạn từng than thở về việc phải mặc những bộ đồ khó chịu nghiêm túc để đi tới công sở, thì hãy nghĩ đến những tiếp viên hàng không. Họ luôn luôn phải để ý đến đầu tóc, ăn mặc, trang điểm, móng tay phải được cắt gọn gàng và sơn theo quy định, cũng như là trang sức luôn phải theo một quy chuẩn nhất định. Cân nặng là một vấn đề lớn. Những quy tắc về ngoại hình không chỉ dừng ở việc ăn mặc hay trang điểm, nhiều hãng hàng không còn đi kèm với các quy định về trọng lượng cơ thể và tỷ lệ mỡ mà các tiếp viên hàng không phải tuân theo. Bạn phải có một chỉ số BMI khỏe mạnh và một cơ thể đạt chuẩn theo yêu cầu của từng hãng hàng không. Họ chịu trách nhiệm cho mạng sống của bạn. Một điều mà mọi người không biết rằng, khi bạn gia nhập đội ngũ tiếp viên hàng không, bạn phải chịu trách nhiệm cho mạng sống của hơn 300 con người trên độ cao 10 km. Họ không chỉ đứng đó để mỉm cười chào bạn, mà họ còn chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn và bạn có một chuyến bay an toàn. Họ được huấn luyện để có thể đỡ đẻ trên máy bay. Bên cạnh những hướng dẫn cơ bản về cấp cứu và y tế, những khóa học về tiếp viên hàng không sẽ dạy cho bạn biết cách đỡ đẻ. Đây không phải là điều hiếm gặp khi đã có nhiều ca đẻ trên máy bay của các sản phụ. Họ có khả năng tự vệ tốt trong trường hợp gặp phải những hành khách thô lỗ, không tuân thủ theo quy định và có những hành động quá khích trên máy bay. Họ, cho dù có là nam giới, các tiếp viên hàng không cũng được trang bị những bài tập tự vệ để đối phó với họ. Vì vậy, hãy cẩn thận nếu bạn có suy nghĩ nổi loạn trên máy bay. Họ biết cách để tồn tại trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Nếu bạn đã từng xem Ali, một câu chuyện có thật về những người sống sót sau vụ tai nạn máy bay năm 1972 tại dãy núi Andes, bạn sẽ thấy tầm quan trọng của những kỹ năng sinh tồn. Những tiếp viên hàng không cũng được huấn luyện để có thể xử lý trong những tình huống khẩn cấp nếu máy bay không may bị tai nạn hay trong phải những nơi có điều kiện và hoàn cảnh khắc nghiệt. Dập lửa trên độ cao hơn 10 km là một điều không dễ. Có lẽ cụm từ tiếp viên thôi vẫn chưa đủ khi có thể là một người lính cứu hỏa. Các tiếp viên hàng không giỏi sẽ biết xử lý tình huống khi có đám cháy xảy ra trên máy bay để không có tình huống xấu gì có thể xảy ra thêm. Họ đã quá chán khi nghe về My High Club. My High Club là từ lóng ám chỉ việc ân ái, có quan hệ trên máy bay, thường là trong toilet. Các tiếp viên hàng không cảm thấy mệt mỏi và đôi khi là sự xúc phạm khi được nghe về những điều này. Nhiều người cho rằng họ có thể mời các tiếp viên hàng không tham gia vào câu lạc bộ đó. Họ thường bay với những người khác nhau. Thông thường, các tiếp viên hàng không sẽ được bay với những người mới trong mỗi chuyến bay, chứ không phải chỉ có một nhóm cố định. Họ có những hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau. Nếu chỉ nhìn vào bộ đồng phục và những thứ đẹp đẽ trên người họ, chắc chắn bạn sẽ nghĩ rằng họ đều có cuộc sống vui vẻ và sung sướng. Tuy nhiên, trên thực tế, các tiếp viên hàng không có nhiều hoàn cảnh và câu chuyện khác nhau. Từ nhiều ngành nghề, những người có chung sở thích đã tìm đến công việc này vì đam mê với việc bay trên bầu trời. Họ không miễn dịch với jet lag. Nếu bạn nghĩ rằng chỉ có mình sẽ say máy bay, còn các tiếp viên thì không, thì bạn nên cân nhắc lại. Dù đã quen với cường độ bay và có những khóa tập luyện lâu dài, việc say máy bay vẫn có thể xảy ra với bất cứ ai, kể cả tiếp viên hàng không. Họ thường rơi vào trạng thái mệt mỏi do lịch bay liên miên và không cố định. Đôi khi họ phải làm cả công việc của soát vé. Thỉnh thoảng, lên máy bay và nhìn thấy một tiếp viên mà bạn nghĩ đã thấy cô ta ở đâu đó, chắc chắn nó không phải từ chuyến bay trước của bạn đâu. Nhiều hãng hàng không để tiết kiệm nhân sự thường để các tiếp viên hàng không làm các công việc như check-in, kiểm tra lại tại cửa máy bay. Do đó, nếu bạn có déjà vu thấy một tiếp viên hàng không, đó là vì bạn đã gặp cô ấy vài phút trước. Cũng như bao người, họ trân trọng lời cảm ơn. Việc bạn cảm ơn một tiếp viên hàng không sẽ khiến họ cảm giác được sự trân trọng và có động lực làm việc, và chắc chắn bạn sẽ được thiết đãi tử tế hơn trên máy bay với thái độ tích cực của mình.